Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến channel mình là Taro mê anime. Ok anh em ha, hôm nay á thì bữa giờ nói chung vừa rồi mình review rất nhiều game Việt hóa rồi, game Việt có tiếng Việt rồi. Nay á thì mình nhân dịp mình con game này mới ra mắt, nó có tên là Reverse 1999, chính thức bản, hình như là đây là bản chính thức luôn rồi, open beta open luôn rồi. Đây là bản chính thức rồi, nên cùng mình trải nghiệm game nha. Let's go anh em, let's go start. Ok, game nó bảo mình đeo headphone vào để mình có trải nghiệm âm thanh hay nhất. Ok, nhưng mà hơi tiếc là bây giờ mình đang quay trên trên máy tính á, nên thành ra mình không thể nghe được âm thanh. Có gì lát nữa mình edit thì mình sẽ nghe lại sau nha anh em. Oh wow, storm đã. It's storm. Là một cơn bão. Cơn bão sắp tới rồi. Cơn bão là gì vậy? Bảo là cái gì vậy? Ok nè, quay cần thế nhờ. Ui da, đỉnh quá nha. Mới đầu vô mình đã thấy cái cảm nhận được cái sự gọi là cái sự hồi hộp của game này. Quay animation đẹp thế nhờ. Hey, good. Oh. Game thì chỉ có tiếng Anh thôi nhưng anh em, nó hơi nhược điểm chiếm mạng nhất là cùng một số anh em nào mà đang chơi game thì anh em sẽ nói là tiếng Anh sẽ làm khó khăn trong quá trình anh em chơi game. Đúng là đôi lúc mình chơi một số game tiếng Anh mình cũng sẽ hơi gặp khó khăn một xíu, nhưng mà thật sự đó, đây là cũng là cách để mấy bạn rèn luyện thêm tiếng Anh của bản thân. Tức là mặc dù biết là game và giao tiếp ngoài đời thì nó cũng khác nhau, tuy nhiên là các bạn chơi nhiều thì các bạn sẽ nhớ một vài vốn từ nó cơ bản nhất, giống như kiểu như là say your name, là hãy kêu cái tên của bạn đi, hay nói cái tên của bạn thì nói tên your band music, your rock trader something. Tức là nó nói chung là thứ nhất nó rèn luyện cho mấy bạn là những cái cầm này chắc chắn là có khả năng là người bình thường không hay nói vậy, tại vì trong nhiều game nó hay đưa những cái câu, những cái giao tiếp cơ bản để cho mọi người cùng dễ hiểu nhất có thể. Quý đá thế nhờ. What's wrong? What's happened? Ok, thì nói chung là mình thì mình cũng không phải là một người rất giỏi tiếng Anh gì, mình bình thường thôi. Mình cũng hiểu chút chút. Vậy đi, cho nó đơn giản chứ. Chứ mình cũng không thể nào giỏi tiếng Anh nhiều như nhiều bạn trên mạng được. Nhiều bạn trên mạng tiếng Anh rất là giỏi luôn, rất là pro. Mình phải nói là phải cho mấy bạn nó 10 điểm luôn chứ. Thì nói chung mình dùng tiếng Anh bình thường thôi, nhưng mà căn bản là gì? Tốt nhất mấy bạn nên rèn luyện tiếng Anh hàng ngày. Với việc ví dụ mấy bạn tôi khá là lười đọc sách. Tôi khá là lười lười xem TV mà tôi thích chơi game. Ok, thì mấy bạn nên nghĩ tới việc chơi những cái game bằng tiếng Anh, khá là giúp cho bạn có thể có thêm nhiều cái, mấy bạn sẽ nhớ một vài từ vựng cơ bản mà mấy bạn hay gặp cái game kiểu là ATK là attack chẳng hạn, chết thì người ta hay gọi là defense chẳng hạn, defense thì nó là phòng thủ công chẳng hạn, đó khá là dễ hiểu vậy, khá là dễ nhớ đó. Nó ví dụ thôi đó. Ok thôi, tập trung vào game nào. Yeah, nói chung là đa phần là nó sẽ đối thoại, mà thông thường là anh em chúng ta đối thoại là cái gì, chỉ kiếp trở lẹ đúng không? Không, nay tôi review game mà anh em review game thì chúng ta phải review từng chút một thì nó tính ra là game nó làm đồ game tôi nói anh em nha, game những phiên bản global quốc tế làm rất chỉnh chu. Tôi vẫn mạnh là những game nào mà đã có bản global quốc tế mà ra thì đa phần là rất là chỉnh chu nha anh em. Mình không biết sao. Wow, thật sự là sống động lắm anh em ơi, quá đã luôn. Sorry, nó có sự, cho anh em cái sự chọn lựa nha anh em. Thôi, đơn giản là chúng ta skip đi, cho nó lẹ. Ok, skip qua ta, anh em thì anh em chơi, coi kinh mình thì chúng ta coi ok, tên thì chắc chắn rồi, Taro Me Anime. Ok, nữa cái tên dài quá. Ok thôi, Taro thôi. Ok, confirm, sorry. Sorry anh em, mình mấy cái video mà anh em xem gần đây là đều là
mình bị cảm á, nên là cái giọng mình nó hơi bị xíu. Nên mình cảm mà nên... Wow. Chắc thế nhờ. Cháy 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 như phai phai ơi, cháy như phai phai. Anh em yên tâm, mình vẫn mình còn định là đang lên kế hoạch, đang làm game, định làm Honkai Impact 3 nữa. Nhưng mà mình đang cày xíu anh em, nhưng mà anh em chưa. Video đó sẽ video rất là xem anh em xem xong. Wow. Wow, cái lối chơi này mình thấy khá là hay nha. Lối chơi là click act à. Đây là để xem skill. Ok. Wow. Đồ đẹp thế nhờ. Hơi bị đẹp đó anh em ơi. Đã nhan, đã nhan. Ok. Nhưng nó bảo mình làm gì? Ok. Chọn đá này. Hợp nhất hai thẻ là mấy. Thật ra mình ngạc nhiên mà mình không ngạc nhiên gì đâu. Tại vì mình nhìn cái lối chơi này mình cũng đã biết có cái tựa game nó đã sử dụng lối chơi rồi. Nếu như anh em nào thì thôi mình, mà thôi mình cũng kể luôn đó, nhìn anh em nhìn cái game này thì anh em sẽ nhớ, anh em sẽ biết tới một tựa game. Đó là tựa game thất hình đại tội. Ok, thất hình đại tội Seven Seven Sin á, Seven Sin anime. Anh em có thể lên trên tab tab để tải game. Cái này mình cũng lên tab tab để tải game nha anh em. Hả? Cái này chắc chắn nó sẽ tốn lượng, sẽ tốn lực. Nó sẽ giúp ba thể lại, ba thể rất là mạnh nên là có một tương tạo khác. Thì nói chung là lối gameplay này mình rất là thích, và khẳng định một câu là lối gameplay này rất rất là hay. Anh em nào đã từng trải nghiệm á thì cái lối gameplay này rất hay, và trên cái con game Seven Sin đó nó rất là ok. Nhưng mà có điều là nó hơi play to win một xíu anh em ạ. Hơi xui xíu là game nó hơi bay to win anh em. Ok. Thì mình sẽ làm phát attack đi. Cảm hơi cảm nhẹ. Ok. Nói chung cái play cũng khá là hay. Thấy cái lối gameplay này, tại vì mình nhìn lối gameplay là mình đã từng chơi rồi, nhưng mình không bất ngờ gì cho mấy lắm anh em. Không bất ngờ không có nghĩa là không bất ngờ, không có nghĩa là game mình chưa, game này mình chưa từng chơi nha, mình chưa từng chơi beta luôn. Thì bây giờ là mình có xem trên tab tab, thì anh em ở mình tải tab sao thì đơn giản anh em cứ lên Chrome, anh em lên Chrome mình hướng dẫn từ này anh em nghe kỹ nha. Mấy bạn lên Chrome, mấy bạn đây là Ultimate này, đây là Ultimate. Chúng ta cùng xem Ultimate nha. Ui đáng thế nhờ. Ok, thì mình nói lại này anh em, anh em lên Chrome, anh em trên điện thoại anh em có cái phần có cái trình duyệt là trình duyệt Chrome, trình duyệt gì cũng được, trình duyệt góc, trình duyệt có nghĩa là web á, anh em lên web, anh em lên Google, anh em search là tab tab thì nó sẽ hiện ra cái đầu tiên, nó không phải cái đầu tiên hoặc là cái thứ hai, thì anh em bấm vào đó, anh em tải bình thường không sao hết. Tab tab thì nó có cái phiên bản live ở trên Google Play thì anh em có thể tải được, còn thật sự là mình chưa rành trên App Store lắm anh em. Cái này anh em iOS thông cảm là mình không rành được iOS, nên anh em nào bên iOS thì có thể thì mấy bạn ở dưới, còn Android thì rất là đơn giản, chỉ cần lên trên Google tải tab tab và sau đó là anh em dễ dàng anh em đánh tên game ra rồi. Tên game là Reverse 999 ở 1999. Yeah. Và anh em có thể tải và chơi game rất là ok. Game thì nó cũng không quá khó khăn trong việc đăng nhập, là có nhiều game á thì nó bị giới hạn cái việc đã đăng nhập anh em, rất là phức tạp luôn. Nói chung là
có rất nhiều game nó bị giới hạn đăng nhập là gì? Nó không cho anh em biết được là cái quốc gia nó có phù hợp không. Đó, mà game này thì mình không cần phát IP, mình không cần làm gì thao tác phức tạp hết mà vẫn có thể chơi game rất ok anh em. Yeah. Oh Apple. Ok, enter showroom này. Đó, giới thiệu anh em qua cái game này trước rồi ok. Thì mình không biết có code không thì ok anh em. Em đợi mình ok, mình sẽ cho anh em xem một ít gameplay nữa rồi xong mình sẽ skip và để cho anh em mình cùng ok. Ok, có hướng dẫn này. Đó. Đấy xong rồi đó. Ok. Quả táo bá đạo vậy. Bá đạo thế nhờ. Ok, mình sẽ xài chiêu này đi. Đôi chân. Một ngày, con ringo đây. Kiêu tsuke ta mae. Đủ rồi. Đủ rồi. Mư chú lực trạng thái là con ringo nó đây. Hoshi wa taiyou e to. Này khổ máu. Hay là hay nè. Okay. À, thì show cho anh em gameplay này. À, ok chưa? Đó, chúng ta cùng trải nghiệm gameplay nó cũng khá là ok nhỉ. Ờ. Thì video sau mình nghĩ là video sẽ là video roll nhân vật anh em à. Đó. Oh, mới vô cho roll nhìn ở đây. Yeah, để xem nữa. Ui. Đồ họa đẹp phết nhỉ. Thiệt quá, đồ họa đẹp phết đấy. Không đùa. Ui. Hay nha, cơ chế run rất hay nha anh em. Ui, 5 sao. Material. Ờ, chắc là nhân vật mặc định rồi. Mình đoán là nhân vật mặc định anh em. Cũng không ngạc nhiên. Nếu đây là nhân vật mặc định thì cũng không ngạc nhiên anh em. Ôi, nhân vật 6 sao này. Ok, ok, để mình xem là quà nó cho mình cái gì nha anh em. Ok, từ từ nè. À, rồi nó hướng dẫn mình sơ về vài cái này. Hiểu. Ok. Ok, hôm nay. Ok. Nhận quà. Claim này, quà này. Uầy, đã thế nhờ. Quà cũng khá là xịn đó nha. Ok, cái này là Battle Pass này. Cái này Battle Pass thì chắc anh em cũng không lạ gì khi chơi những cái game đây. 300.000 và 200.000 thì có Battle Pass thì này cũng khá là rẻ đó, cũng không mắc lắm. Ok, yeah. Đăng nhập ngày đầu tiên được nhận, đăng nhập ngày thứ hai, đăng nhập ngày thứ 8 là sẽ nhận được một tướng 8 sao, một tướng 5 sao. Ui, đã thế nhờ. Đây, nhận thêm vé nữa nè. Rồi, beginning thì mình nghĩ là chắc là hoàn thành hết cái arc thì mình sẽ được nhận nhận mấy cái này nè. Ok. Thì căn bản thì đây là video review. Yeah, video review nhẹ về con game này. Thì mình sẽ hẹn anh em ở video tiếp theo. Về video tiếp theo này là video tiếp theo sẽ về việc là mình summon anh em à. Video tiếp theo sẽ video summon anh em. Yeah, nó sẽ có một cái là first roll này, được 30 roll này. Rồi sẽ có banner này, banner chỉ định này. Đó, sẽ có banner chỉ định và banner này. Ok, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé. Bye, xin chào. À sorry anh em nha. Mình quên mất là nó có code mà đây. Ok, cùng mình nhập code nào. Với lại là gì? Game có ở trên App Store và Google Play nha. Sorry anh em, tại vì mình cũng không có chú ý á. Mình thì mình quen tải ở trên Tap hoặc là mình tải ở trên trên mấy cái khác á, nên thành ra là mình quen rồi. Chứ nó cũng hình như nó có ở trên App Store đó. Ok, có được tên nha. Enter the show. Ok, 60. Ok. Rồi, có tiếp theo là 999 gift. Ok. Cũng khá chất lượng ấy. Ok anh em. Rồi, thế mình end video nhé. Bye.